Chúng ta đến với trận đấu thứ ba. Cho Son Miwan hit là quân của Trường Phát, còn bên phía của Thái Bình thì đây là Summerian của Việt Bên M, đây là Persian của Hoàng Lan và đây là Maxe của Tiểu Bạch Long. Như vậy Tôm cũng là Pơ. Vâng, hai Pơ, một Max, một Summer. Chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình Tiểu Bạch Long cầm Maxe, quân sở trường của anh. Một bên phía Trường Phát có hit, có Miwan, có Son. Vâng, hai Pơ cùng một cánh, có lẽ là cánh bên kia sẽ bá. 12 giờ liệu có kẹp xong hay không, chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhiều khả năng 12 giờ sẽ có một nhà kẹp. Ba nhà còn lại sẽ giải từ nhà Tiểu Bạch Long sang nhà của Chi. Vâng, dần dò Maxe. Tiểu Bạch Long đi rất rộng. Hai voi. Vâng, sẽ có hai tình huống. Nếu có kẹp xăm thì ba nhà sẽ giải ngang ra. Còn nếu như không có kẹp xăm thì sẽ có một nhà thụt hẳn trong góc 6 giờ và đói rách miệng. Ba nhà sẽ bao xung quanh. Anh chỉ có hai địa hình trong cái map này thôi. Một con voi đầu tiên đã nằm xuống cạnh nhà Tiểu Bạch Long. Anh cắt ngay một nông dân khỏe mạnh đi dò. Còn nông dân vừa bị voi cho một hit thì sẽ đi chặt gỗ. Cái rừng đẹp, một cái rừng thông. Vâng, như vậy là hai rừng thông đều đẹp cả. Nền đất xanh mượt. Giá như đây là quân sen thì có thể vẽ ruộng ngay hết, hoặc là Phonesian. Nhưng vấn đề là không. Vâng, nhà Việt đã có khá nhiều hiêu chết ở nhà chính. Vừa rồi Tiểu Bạch Long vừa ngó thằng nhà chính thấy sát hiêu chết la liệt. Vâng, gặp hai sư tử và nằm xuống. Thêm được một voi, vâng, tìm được một voi thì phải chết một dân. Hy vọng đây là hai voi. Rất nhiều rừng đẹp, trận này Tiểu Bạch Long sẽ có những chiếc S rất là đẹp và sẽ bò bế được kín. Con voi thứ hai về nhà chính, như vậy trận này sẽ có ba voi về nhà chính, ít nhất là ba voi. Hiêu đã thấy rồi. Vâng, bãi quả phụ thấy luôn. Trận bài đẹp của Tiểu Bạch Long, đáng tiếc anh chết dân. Vâng, chết dân quá phí. Nếu không chết dần thì sẽ một trận phú của Tiểu Bạch Long khi cầm mát xe. Chết dần này anh ít dần hơn một chút. Vâng, trận này nhớ là anh đánh 24 dần vẫn có thể kích đầy sớm. Thậm chí là rất sớm. Vâng, chết thêm dần nữa. Hơi tù. Chết thêm một dần nữa và tìm thêm một bầy hiêu. Vâng, mát xe chết này dần. Hơi tù, không quy định một chút. Bia lại là chiếc S đầu của Tiểu Bạch Long. Đồng thời anh đang cầu một con voi về. Vâng, hai nông dân chết bởi hai cặp vợ chồng sư tử. Hơi đáng tiếc cho Tiểu Bạch Long. Vâng, hôm nay là một ngày chết quá nhiều dân của Tiểu Bạch Long. Từ sáng giờ anh chết dân la liệt. Vâng, như vậy 12 giờ không kẹt xong, sẽ có một nhà thụt góc 6 giờ. Một nhà thụt 6 giờ, ba nhà dàn ngang ra bao ở phía trước. Thì nước quý các bạn hãy kiểm chứng điều tôi nói. Nông dân Tiểu Bạch Long được cắt ra để ăn một bãi hiêu. Vâng, đây có lẽ là bãi hiêu đầu của anh. 23 dân. Đóng thêm me rồi. Bãi hiêu 5 con. Vâng, khá đẹp. Vâng, như vậy là Việt đã gặp Cho Son. Gặp Cho Son như vậy là sẽ có một nhà ngay sát nhà của Việt và nhà của Tiểu Bạch Long. Không sao, với Tiểu Bạch Long đằng nào ấy cũng chẳng có nhà. Trận này cầm Maxe thì có lẽ là đâm bi bá đạo thôi. Đâm được đâu thì đâm, còn lại là việc của đồng đội. Vâng, như vậy là kẹp. Kẹp rồi. Nhà màu năm Hoàng Mai Nhi, vâng, cái thời cái chỗ kẹp thì không kẹp, cái chỗ mà không cần kẹp thì lại kẹp. Tiểu Bạch Long cũng là người kẹp xăm. Anh nằm góc 9 giờ. Còn nhà Hoàng Mai Nhi, vâng, ngay giữa nhà của Việt BM và nhà của Tiểu Bạch Long. Trên đây Việt BM cầm Summerian, còn Tiểu Bạch Long cầm Maxe. Vâng, Cho Son. Như vậy meo meo lên cực sớm.
Mèo mèo một trận lên quá sớm. Đây sẽ là BL của Tiểu Bạch Long và đây là BM. LM hướng thẳng lên nhà của Hoàng Mai Nhi. Kích đời 11:04 với 26 dân, chết 1 còn 25. Bãi vàng. Vâng, xin lỗi bạn là chết 2 như vậy đánh 27 dân. Bãi vàng thì vẫn được BB và BM bo kín. Đúng phong cách. Đây có lẽ là thương hiệu của Tiểu Bạch Long mất rồi. Vâng, không được. Sư tử nông dân còn quá ít máu để có thể hạ gục con sư tử đó. Ngựa giò lao thẳng lên nhà Cho Son. Cho Son thì không có cửa đỡ. Và có lẽ đơn giản là Maxe rất khó hù, Cho Son thì lại lợi phù. Đây rồi, đây là bãi quả ăn hoàng của Hoàng Mai Nhi, có lẽ đây là bãi quả phụ. Vâng, như vậy Hoàng Mai Nhi quyết định bỏ chạy khi gặp được con ngựa giò công giáp đầy đủ của Tiểu Bạch Long. Vâng, vẩy e rất nhanh, đúng là thương hiệu Hoàng Mai Nhi. Tin trẻ Hoàng Mai Nhi vẫn luôn có những pha vẩy e điên đảo. Hai tô bên kia chắc chắn là sẽ phú, chúng ta hãy cùng xem. Đây là Hoàng Lan, vâng, chiếc ngựa giò rồi, bây giờ anh đang mang lạc đà đi công. Mèo mèo cũng lên cực sớm. Vâng, như vậy là cả Tôm và cả Hoàng Lan đang công ở nhà Mèo Mèo. Mèo Mèo có hù, hù cũng lao vào chém hết. Chúng ta quay trở lại với Tiểu Bạch Long, bắt đầu xây y. Như vậy là màu 8 cũng đánh chém, Yugi đánh chém, đang công với bãi gỗ của Tiểu Bạch Long. Vâng, bãi vàng và bãi gỗ của game thủ Hoàng Mai Nhi một nữa lại phải chạy. Vâng, cố đổ một chút gỗ, một chút vàng vào nhà BS thì lại bị những con ngựa Maxe đâm vào. Vâng, đây là Ngáo. Ngáo đang đi ăn hoang trăng. Vâng, bãi vàng của game thủ Tiểu Bạch Long. Bây giờ Tiểu Bạch Long đang chạy cả dân sang nhà của màu 8 Uhugi. Vâng, giữa nhà chính luôn. Và đúng này thì chúng ta quay trở lại với màn hình của Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long đang công vào nhà của Yugi. Vâng, nổ được bãi vàng rồi. Tha vào 3 y mắc khê. Vâng, vậy e rất nhanh nhưng con y thì hơi chậm chạp. Nhưng không sao, y chọc e thì rất khó sửa. Nói chung khi y chọc e thì rất khó đỡ. Khó như Yugi. Tiểu Bạch Long nó dẹo dần. Dẹo dần đều theo thời gian. Vâng, cũng có y thủ rồi, vâng, có y thủ. Chúng ta cùng xem các nhà bên phía Tiên Thái Bình. Đây là 49 của Việt BM, tham 49.
khá đông và hung hãn đang lao lên nhà của Hoàng Anh Như. Qua nhà Hoàng Anh Như rồi thì có lẽ đẩy nhà của Yugi. Đây là Hitty, vâng Hitty của Thi Đẹp Dài không ra được khỏi nhà bởi những con lạc đà tơ của Tôm. Vâng, và cả Chi Chi nữa. Rất nhiều lạc đà đang chào đây, Hitty không ra được khỏi nhà và có lẽ còn phế luôn. Tham của Hoàng Lan là 37, lạc đà đông như quân nguyên, trù cũng đã có, nhân dân đang kéo về nhà chính để cấy ruộng. Nhưng cô anh cũng không nhiều. Vâng, Việt 57/64. Còn đây là 23 của Tiểu Bạch Long. Vâng, Tiểu Bạch Long ăn được rất nhiều dân của Yugi rồi. Chờ Việt chúng thăng nốt thế nào xong. Chúng ta cùng chuyển sang màn hình máy của VBM. Tham 62/64. Rất đông và hung hãn rồi, anh đang công một nhà của Hitty. Nó 6 Hitty đang thủ rất chắc. Tham số 2 bây giờ Việt mới nâng cấp. Vâng, nhà UV đang công một nhà Việt. Một vài con chém sẽ làm mất tay Việt VBM. Vâng, được bơm gỗ. Người bên gỗ là Lady Aga tức Tiểu Bạch Long. Còn hai cái em khá nhanh gọn. Toàn bộ số chém này của đơn vị Yugi sẽ nằm xuống. Vâng, Timeline. Timeline Việt đang to nhất bản đồ rồi. Cameria nhưng mà to nhất bản đồ. Timeline 70/84, tỷ số C đang là 2-1 nghiêng về trường phát và tỷ số C thứ tư đang là 1-1. Chúng ta là đấu thứ 3 của giây đấu thứ 4. Các bạn có thể xem lại trận đấu giữa Thái Bình trường phát trên clip.gamtv.vn. Vâng, các clip sẽ được up lên vào tối ngày hôm nay và nửa đêm các bạn có thể xem được rồi, và tốt nhất là phải sáng ngày mai. Vâng, xem lại trận đấu trong các C giữa Thái Bình và trường phát. Vâng, nhân dân của Việt đang nhảy điệu tango. Vâng, Việt VM đang rất tươi dân và đã bắt đầu đào vàng. Vâng, Việt đã có hướng đào vàng. Rồi đang là 91, đang công rất nhiều cung giờ vào nhà của nguồn thủ Tiểu Long cầm Hitty. Vâng, có lẽ là chờ đội Hoàng Lan cầm lạc đà đi trước, còn cung giờ dạo bước theo sau. Vâng, đây rồi, lạc đà của Chi Chi đông như quân nguyên. Mấy gì đỡ đây. Chi Đẹp Dài không phải là một tay cầm cung giỏi, anh có một mấy cuốn cũ, nhưng bây giờ anh đang phải cầm cung nít trong cánh và nhiệm vụ của anh là cầm cả bản đồ. Vâng, Việt VM lao vào trước, đang thua. Mình ra hồ, chờ thôn. Vâng, như vậy meo meo lên thôn nha. Vâng, quyết rồi, tỷ số là 2-1, tỷ số là 2-1 cho các game thủ bên phía Thái Bình ở C đấu thứ 4.